Giang xin nga, mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại cái kênh Giang Vlog Family Check. Hôm nay cả nhà biết sao không? Mình đang ở trong rừng. Và một điều đó là mình đi hái cái blueberry, trái vị quất dại, rất là ngon cả nhà. Nguyên một vạt luôn. Bây giờ mình sẽ quay camera để cả nhà cùng xem. Mình hái vị quất về để mình làm mứt. Đó, bây giờ là mình sẽ quay cái camera ra hướng phía sau nha. Việt quất hay còn gọi là blueberry là họ cây bụi. Ở châu Âu thì chủ yếu việt quất là việt quất tán thấp, còn việt quất tán cao thì mới du nhập vào châu Âu những năm đầu của thế kỷ 20. Việt quất tán thấp là một cái loại nguyên thủy của châu Âu và chủ yếu mọc ở vùng đồi núi cao, dốc, trái nhỏ, vị chua ngọt. Việt quất khá là giàu vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin K và các chất chống oxy hóa rất là tốt cho sức khỏe. Tháng 7 là người dân vùng quê Séc người ta lại vào rừng để là thu hái những trái việt quất để về làm mứt, làm mà bánh, làm mà siro để uống dần. Tuy nhiên hiện nay với sự phát triển của xã hội thì người ta cũng đã dần bỏ quên mất đi cái thói quen này rồi, bởi vì việt quất hiện nay đã được thuần hóa, trái cũng rất là to và ngọt, rất là khá là phổ biến và giá cũng khá là mềm. Chỉ cần đi siêu thị mua một vài ký là người ta đã có những cái lọ mứt thơm ngon cho cả gia đình và không cần phải vào rừng để hái nữa. Nói như vậy không có nghĩa là người ta đã bỏ hoàn toàn. Có rất nhiều người người ta vẫn cứ thích dùng những cái loại trái cây từ tự nhiên. Bởi vì khi nãy đó mình có hai vợ chồng mình đi thì mình có gặp hai cái bác lớn tuổi xách hai cái làng việt quất vừa mới hái xong. Thì bác có chào và hỏi, ô hai đứa bay cũng đi hái đó. Thì bác chỉ là ở trên cái đỉnh kia còn rất là nhiều và trái cũng rất là to. Bởi vì hai vợ chồng bác già rồi không thể lên cái đỉnh đó được. Hai đứa trẻ thì nên lên đỉnh đó để hái thì sẽ rất là ngon và gặp nhiều việt quất hơn. Thì bởi vì cái địa hình, một cái đặc điểm nữa là cái việt quất này nào nó mọc ở những cái đồi núi dốc và chỗ có rất là nhiều ánh sáng. Bởi vì ở bên này thì có những cái cánh rừng thông bao la hoặc là những cánh rừng lá phong, rừng sồi rất là nhiều để che phủ hết mặt đất. Thì ở những cái nơi đó thì chỉ có nấm mới mọc được thôi. Còn những cái nơi mà ít bị che phủ bởi cái rừng thông, rừng sồi và rừng lá phong thì việt quất nó cũng mọc rất là nhiều. Thì đây là lần đầu tiên mình trải nghiệm đi hái việt quất trong tự nhiên để về làm mứt. Mình chỉ mất một chút công sức thôi, còn nhưng mà bù lại là mình sẽ được một cái lọ mà những cái lọ mứt thơm ngon từ tự nhiên mà không có bất kỳ một sự can thiệp nào của con người. Hái đã đời ông địa rồi làm đổ rồi, trời ơi khổ ghê đó. Hái xong mình làm đổ hết rồi cả nhà ơi, đi hái lại. Sau khi hái đầy nửa chai nhựa thì mình sẽ đổ vào cái thau trắng này, rồi xong đó mình sẽ mang về. Và cái dụng cụ mà đi hái này là trước khi đi mẹ chồng mình đã chuẩn bị cho hai đứa.
Anh đi à? Come afternoon or tomorrow again. Nè nè nè. Toàn làm của blueberry không cả nhà. Rồi bên này là mùa này là khoảng 7-8 thì blueberry, cherry. Rồi nãy là có cái bác nó bác hái ở đây. Bây giờ bác đi về rồi. Nguyên cái bạc này lên. Đó. Nguyên bạc này là của Việt Quốc đây. Tháng 9 là mình sẽ đi hái nấm. Tháng 9 là mình sẽ đi hái nấm. Trơn lắm nha. Đêm cẩn thận. Té rụng răng luôn. Mình xin kết thúc cái clip ở đây hôm nay nha. Rất là cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Bây giờ là mình phải tắt camera thôi. Bây giờ mình đang đi xuống dốc. Giờ mà cầm nữa là coi. Bye bye. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những clip sau nha.